Tâm và Kim Đắc Răng nhặt gạch ở đâu nữa? Rõ ràng là quanh nhà thi đấu đã được giải tỏa hết gạch đá rồi. Mà không hiểu tại sao các anh ấy có thể kiếm đâu ra lắm gạch đá thế. Mà không biết dùng cái gì để chứa nữa. Ok, vậy chúng ta hãy đến với trận đấu thứ hai. Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Indonesia. Trận đấu bắt đầu. Một số đầu tiên cho Indonesia. Các cặp đôi này nói chung là hôm nọ đã giành chiến thắng trước cặp đôi Tan Bong Hyeom và Kim Sarang rồi, thì cái việc mà vô địch Sibucha thì nó cũng gần giống như kiểu Momota năm ngoái vô địch Sibucha vậy mọi người. Đỉnh cấp để có tan. Đẳng cấp nó rất là đẳng cấp thực sự. Một pha chạm cầu không thành công cũng của Sung Ji Yeon Seok. Điểm số 2-0 cho Indonesia. Tương tự như trận một. Người phải nói là tiết kiệm dùng lượng. Đấy, 4 cái ảnh. Vâng, một pha đập cầu không thực sự mạnh. Chúng ta có thể giành điểm rồi. Có vẻ tay vợt cặp đôi đến từ Indonesia có một chút tâm lý khi mà đối đầu với những tay vợt nổi tiếng hàng đầu thế giới. Ok, cảm ơn Vũ Juse nha. Hùng luôn cố gắng chọn những góc quay đẹp nhất. Ông đánh giá đây là một trong những góc quay đẹp nhất Hùng có thể lựa chọn để gửi đến mọi người. Với góc quay này chúng ta nhìn đường cầu đi rất là thích và có thể nhìn được rõ đường cầu của các vận động viên. Mình xem chính mình thôi. Ok, Sapucho bên kia trước cặp với Aksan. Cảm ơn thông tin mà anh Dương Huy đã cho biết đi. Sapucho ngày trước đánh giải đồng đội châu Á đấy anh. Ôi thủ kìa, dã man. Ở ngoài sân rất đáng tiếc thực sự. Pha thủ cầu rất ảo của Kim Đắc Răng. Đúng rồi, Oppa kìa vẫn trường. Hai Oppa đó. Thấy hai Oppa chia sẻ giúp anh như nào? Hay quá. Vâng, chiến thắng trong pha bắt lưới vừa rồi thuộc về cặp đôi Indonesia. Vâng, Ju Yong Seo ông đang có ý kiến với trọng tài rằng pha phát cầu vừa rồi của vận động viên đến từ Indonesia là một pha phát cầu cao. Anh đang phản ứng với trọng tài. Đúng rồi, đôi bên kia cũng phải gà đâu, vào đến vòng này cũng phải đơn giản đâu. Hàn Dung số 6 rồi. Đó là một trong những người cũng là những vận động viên tài năng của Indonesia chứ không phải là hạng gamer. Tuy nhiên rất tiếc là họ lại phải đối đầu với cặp đôi đã có tên tuổi Ju Yong Seo. Tay vợt mà đánh trả chẳng kém gì Lee Jong Dae cả. Chẳng kém gì Lee Jong Dae cả. Hay đấy nhờ, cả anh Du vẫn luôn. Còn đây chưa cũng giải trả đấy còn lâu. Điểm số bao nhiêu rồi em? Hàn đang từ 6-1. Ok, điểm số 6-1 cho Indonesia. Đổi điểm 2-6 cho Indo. Đổi điểm 2-6 cho Hàn Quốc. Rõ ràng trong trận đấu thứ hai này cặp đôi đến từ Indo cũng khởi đầu rất ấn tượng với khoảng cách 5 điểm được tạo ra trước cặp đôi Hàn Quốc. Tuy nhiên có thể diễn biến của trận đấu này ở trong sân như ao sân cứ chỉ cầm tình ao không liên không rồi. Trọng tài xác định cầu trong sân. Trọng tài bắt theo cảm tính ta chính là ngày chỉ nơi còn có vẻ cặp đôi đến từ Indonesia không hài lòng về quyết định của trọng tài. Mọi người đừng quên theo dõi Facebook của ông ở chế độ xem trước để có thể cập nhật những live stream trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai và ngày kia nha mọi người. Đừng quên theo dõi Facebook của ông ở chế độ xem trước để có thể nhận được thông báo ngay khi ông bắt đầu live stream. Từ ngày mai thì vòng bán kết trở đi thì rất nhiều các lông thủ từ các tỉnh. Rất đáng tiếc và cầu ngoài sân như thế này.
rõ ràng, có những pha xử lý rất hay của Ri Yong Kyung rồi. Trong buổi thi đấu ngày hôm nay thì Kim Dắt Giang có khá nhiều đường cầu đánh ra ngoài rất đáng tiếc. Kim Dắt Giang. Ok, anh Tú Nguyên xem một Hàn Quốc thắng với tỷ số cách biệt nha. Trận cầu rất khó nhưng vẫn cứu được kìa. Về chậm đất rồi. Điểm số cho Indonesia. Điểm số hình như là 8-3. Mọi người xem chọc lưới Việt Nam mình cũng phải dùng, Việt Nam mình cũng phải dùng tạ để lấy đôi kia thì lấy đôi ra mắt nhiều hơn. Thủ lưới rất tốt, chân rất dài. Để trong sân là một điểm số rất xứng đáng. Đội điểm 8-4 cho Hàn Quốc. Đúng rồi, em thấy chúng ta anh cũng nguyên kiệt ạ. Em thấy Ri Yong Kyung đánh hay hơn Ri Yong Đen. Em cũng như thế. Ok, lịch thi đấu buổi ngày mai và ngày kia thì Hùng sẽ up trên trang cá nhân của Hùng nhá. Mọi người hãy theo dõi. Hiện tại thì vẫn chưa có lịch thi đấu. Đến khi nào mà kết thúc vòng đấu ngày hôm nay thì liên đoàn người ta mới sắp. Vâng, thế vẫn đủ được. Vâng, không có nữa rồi. Và thủ cầu khá xuất sắc của Ri Yong Kyung trong tình huống tiếp theo thì không còn cơ hội nữa. Ok, em cảm ơn anh, cảm ơn Nguyễn Thanh Nhàn nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp mình chia sẻ livestream ạ. Còn rất nhiều người, những người bạn họ đang của bạn đang mong muốn xem trận đấu này, tại sao bạn không chia sẻ cho họ cùng xem được ạ? Và phạt cầu cao tay của cặp đôi đến từ Indonesia. Vâng, rõ ràng những phản hồi của tay vợt đến từ Hàn Quốc Ri Yong Kyung trong tình huống trước đã có tác động ít nhiều đến quyết định của trọng tài. Trọng tài đã tập trung hơn trong những tình huống bắt phát cầu. Mất rồi. Một tình huống ẩn cầu góc thấp đã bị tay vợt đến từ Indonesia bắt bài. Cái vợt Sapucho đã từng cặp với Asan mọi người. Ừ, Asan sau ấy. Đông nhỉ. Ok, đó là ý kiến của mình nhá Hoàng Chí Đặng. Đó là ý kiến của mình nhá. Bạn có ý kiến khác thì bạn có thể phát biểu. Còn bạn không hài lòng thì nếu bạn không hài lòng và bạn không thích xem live stream này thì bạn cũng có thể hỏi ra ngoài. Cảm thấy khi thấy Ri Yong Kyung đập cầu, nhưng một khi anh ta đập cầu thì không có cơ hội để cản phá. Ok, điểm số rút ngắn xuống còn 7-10 cho cặp đôi Hàn Quốc. Điểm số 7-10. Cặp đôi Hàn Quốc vẫn đang bị dẫn trước 3 điểm. Ok, xin chào Huy nha. Một pha phát cầu rất nhanh. Nhưng đó không phải là một pha phát cầu cao tay. Điểm số rút ngắn xuống còn 8-10 cho cặp đôi từ Hàn Quốc. Ok, xin chào Nguyễn Anh Hải nha. Điểm số đang là 8-10. Indo vẫn dẫn trước, không còn rồi. Còn khá nhiều pha cầu lỗi của Kim Dắt Giang. Thực sự so với Ri Yong Kyung thì Kim Dắt Giang vẫn ở dưới một tầm. Nửa set đấu thứ hai trôi qua. Nửa set. Hôm nay anh quay cả trận rồi. Tắt rồi. À, tắt rồi quay lại. Về tìm chẳng thấy, tưởng nó dài quá. Cắt. Hello chị Đỗ Thúy Huệ, đôi tất cả các vận động viên của mình đều rớt trước vòng tứ kết nha chị ơi.
ok, đập cầu không nhìn thấy đâu. Duyon không được ném gạch giữa thủ sân đấy. Thực sự rất hiếm khi thấy Duyon đập cầu. Một khi anh ta đập cầu thì cảm giác khác bọt hẳn. Ok, tranh thủ. Rồi, các vận động viên trở lại sân rồi. Điểm số 11-8 đi phải, 11-8. Chắc một bên Hàn Quốc win nhá anh ơi. Minh Quân nhá. Rồi không còn nữa, cầu quá ngon. Nhưng Đắc Giang không để cơ hội trượt mất. Điểm rút ngắn 9-11 cho cặp đội Hàn Quốc. Tuy là họ đang bị dẫn nhưng thực sự đến cái thời gian từ bây giờ trở đi, ông nghĩ là họ sẽ vươn lên một cách mạnh mẽ luôn. Tỷ số rất tốt. Bàn tay vào đến từ... Thật ra là khác đấy, làm sợ thật, không có nào chơi thấy luôn. Ok, điểm 10-11 rồi. Vâng, rõ ràng đó là một tình huống thủ cầu rất tốt của Duyon Seong, sau đó là một pha dứt điểm không thể chê vào đây được. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp chia sẻ để những người bạn của bạn cũng có thể xem nào. Rất nhiều người muốn xem trận đấu này, nói thực sự đấy, họ không biết xem ở đâu đâu. Điểm 10-11. Duyon Seong chuyển cầu rất tốt, nhưng mà tình huống vừa rồi đã một pha chấm cầu, pha chặn cầu rất sát lưới. Anh không thể với cầu kịp. 12-10. Cầu quá nhanh. Đội điểm 12-10 cho Indonesia. Vậy là từ đầu trận đấu đến giờ gặp đội từ Indonesia vẫn duy trì thế dẫn điểm. Ok anh Tùng Đức. Duyon Seong phải để lại nửa tiền thưởng để bảo dưỡng sân. Người ta mình rất vui. Rất kết sân. Điểm 12-10. Một quả cầu trên lưới lê vội vàng của Sabuto. Phải không em nhỉ? Đang thấy đô thiện. Em không đọc được. Sabuto. Sabuto. Nhưng đinh 4 phút là cái gì đấy công thành này. Hay nhờ. Hay quá, cơ hội tấn công. Tạt luôn, tạt. Thủ hay quá nhờ. Vẫn thủ được. Dù giờ chiều phun thủ. Ồ, kìa, ôi, phun thủ. Phun thủ rồi. Dù rất tiếc, ba người cầu vừa rồi lại ra ngoài sân. Giá trị bắt đầu cặp đôi Duyon Seong chiến thắng với mọi người. Rồi trận đấu này rất hay, mọi người tiếp tục chia sẻ để những người bạn của mình có thể xem nào. Chả mấy khi mà tay vợt từng chơi số một thế giới về Việt Nam thi đấu. Anh cũng thằng gì thằng Kurai vừa nó thắng được, số ba thắng được, số ba Kurai thắng qua anh chủ ảnh của ấy. À, Raoka. Nhưng mà tên đầu Kurai. Kurai. Rất là thắng rồi. Xếp sau tháng 3 tháng 21 12 30 tháng 6 okay, 2020. Tuấn Trịnh Bùi của Tuấn 18 Bùi Thành. Trận trước thì Hàn Quốc thì gây 3 cái vợt rồi. Ừ. Đúng rồi, vậy tôi chưa pha cầu ra ngoài sân. How are you? Trong quan sát thì tại Chi Phú Trà Hà Nội này rất nhiều các tình huống của các đội viên đánh cầu ra ngoài sân. Không biết là cầu về Việt Nam chất lượng nó bị giảm đi hay là do không khí của Việt Nam loãng nữa. Thế nhưng vận động viên đẳng cấp nhất của thế giới cũng đánh cầu ra nhiều ngoài khá nhiều. Hôm qua và có một ông người già ông đi về Asia đi dưới dưới này ông món được mấy quả cầu ngon. Ngoài biết nhé. Điểm số rút ngắn 12-14 cho cặp đôi Hàn Quốc. Hy vọng anh vẫn đang bị dẫn điểm. Tôi tin rằng ở những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ hai này, cặp đôi Hàn Quốc sẽ vươn lên mạnh mẽ và giành chiến thắng thuyết phục. Mình tin rằng Hàn Quốc sẽ thua chắc hai. Ok, thực sự dạo này Hùng rất dị ứng với cái câu xe mờ lắm. Live stream thì chất lượng nó cũng chỉ được tầm tầm như thế thôi ạ. Thế
mình mua cái video ra về mình có thành công rồi. Rồi tôi làm cuộc bao nhiêu rồi? 13, 14 hay 14 đều rồi đây. 13, 14 rồi. Để đi ở sát như này rồi thì gặp tôi vô rất khó. Mày như bên kia đơn nữ Nhật Bản nó mạnh như thế thì phải. Bên kia các hay là cổ động viên rất là nhiều của người như Nhật Bản đang cổ vũ hết sức nhiệt tình, làm cho không khí nhà thi đấu nóng lên rất là nhiều. Ok, toàn cầu rất tốt. Thực sự do so với Julian Siong thì Kim Bắc Răng đánh cầu vẫn dưới một tầm. Em biết cái hàng hồng DDB không? Ok, Kim Bắc Răng xin trọng tài lau mồ hôi, tuy nhiên được chấp nhận. Anh hỏi lại đi em tại chúng tôi thắng rồi đúng không? Rất đáng tiếc cặp đôi người Hàn Quốc không thể sang bằng điểm số, họ vẫn bị dẫn trước 2 điểm. 16-11. Cặp đôi đến từ Indonesia đang rất quyết tâm. Bây giờ chính ngưỡng gặp thằng Việt Anh ấy nhỉ? Ok, chưa có thời gian gửi anh Hồ Hiếu rồi, phải kết thúc trận ly này em mới gửi cho anh được, em lên đơn xong hết rồi. Tí chỉ việc về gói hàng và mang ra biêu cục gửi cho anh thôi. Ok, Trần Thị Huyền Trang thực sự rất đáng tiếc cho em vì bây giờ còn chưa biết đây là giải đấu gì. Đây là giải đấu cầu lông quốc tế Shibuya Hà Nội. Giải đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới, quy tụ những tay vợt rất nổi tiếng của cầu lông thế giới và đang đứng trước màn hình của chúng ta là tay vợt Julian Siong, tay vợt từng xếp hạng số 1 thế giới, chính là tay vợt đánh cặp với Lee Jong Dae ở ngoài sân. Tiếng của những tiếng vỗ tay rất to của các cổ động viên, các vận động viên đến từ Nhật Bản cổ vũ cho đồng đội của mình thi đấu nội dung nữ ở sân phía bên kia. Rất vui nhộn. Đó là một pha. Thực sự đó không phải lỗi của Julian Siong mà đó là một pha cầu bỏ vị trí của Kim Đăng Đăng. Điểm 18-17 cho cặp đôi Indonesia. Một pha cầu vào lưới. 18 đều chứ hẳn. 18 đều rồi. Và cuối cùng thì cũng đã đuổi kịp điểm số rồi. Một pha Julian Siong, một pha Julian Siong đang đứng trước mắt chúng ta đây. Hai tay vợt hàng đầu của cầu lông đôi nam Hàn Quốc, kịch thủ sợ chưa kìa. Thực sự đúng là đẳng cấp. Không nhớ không nhầm thì vào năm 2015 thì phải hay 2016 ấy. Cặp đôi Lee Jong Dae và Julian Siong gần như giành tất cả các danh hiệu Super Series trừ danh hiệu đôi chủ giới. Đủ để biết sự bá đạo ở đây lần này của cặp đôi Lee Jong Dae và Lee Jong Dae. Và bây giờ thần tượng của cầu lông đôi nam đang đứng trước mắt chúng ta đây. Indonesia và đội tuyển thể thao của cặp đôi Hàn Quốc. Ok, sau nhiều lần.
9 à? Ok, điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai và cũng chính là điểm số cuối cùng của trận đấu. 18-19. Điểm số 18-19 là Hàn đang chưa ăn. Ok, 18-19 ạ. 19 đều đi. Cho căng thẳng nào. Kim Đắc Giang thực sự có nhiều đường cầu không thực sự tốt cho lắm. Nhưng may mắn thay đồng đội của anh rất xuất sắc. Ok, gián đoạn bởi vì Hùng vừa mới sạc pin đó mọi người. Đợi sắp sạc rồi. Indo. Ok, mai sẽ đánh vòng bán Indo. Kết nha. Và ngày kia sẽ bóng đánh vòng Indo. Chung kết. Công ty Indo. Thi đấu và phun thủ rồi. Ui. Indo. Vẫn còn kìa. Hai mươi mọi người rất mong muốn được xem set 3. Mình xem ra tay vợt cặp đôi đến từ Hàn Quốc thì không mong muốn điều đó. Kết liễu đối thủ ngay trong set đấu thứ hai này. Indo. 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 Điểm số 20-19, 20 đều thế nào? 20 đều đây. Indo. Đúng chưa, muốn trận đấu này kết thúc. Pin vẫn còn nhiều. Indo. Sút. 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 Hay lắm. Đấy mới đều. Chú cầm cây gì đây em biết không? Atchok 99. Atchok 99 đúng rồi. Đang cầm mát tốt 99. Hai này đều vấn vải. Cả hai vận động viên đánh vượt giống nhau. Nó có lên 700 nhé. Công ty là con 88 đen. Đúng rồi, Julian Siong và Lee Jong Dae cặp với nhau là thực sự là hợp nhất. Hai cái vượt cặp với nhau đã giành được cực kỳ nhiều danh hiệu rồi. Julian Siong bây giờ cặp đôi Hàn Quốc bây giờ toàn thấy dùng Runex cho mọi người ạ. Runex hết rồi. Quần áo Yonex, giày Yonex và Yonex. Indo chứ? Không phải đâu em ơi. Indo. Ok, 20 đều rồi. Indo. Căng thẳng quá. Thực sự để giành chiến thắng trước cặp đôi Indo không phải dễ dàng cho cặp đôi Hàn Quốc. Chuẩn bị phát cầu của Indo cũng chính là tay vợt đã từng cặp với Asan. Indo. Bây giờ Jonex. Cơ hội. Hai điểm số liên tiếp cho Indonesia. Rất có thể chúng ta sẽ được xem trận đấu thứ ba và Hùng cũng đang mong muốn điều đó. Anh Du Phan Nên. Ok, ông cũng không dành về vườn lắm nhưng mà các cổ động viên đều nói là chúng ta sẽ áp chất chính trí. Ok, một điểm số hết sức căng thẳng. Indo. 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 Ai. Ui. Rồi. Hai. Anh nhiều nước đều. Anh như con gái đó. Chỉ mô ta đang nói chỉ. Thế là biết anh Tú nọ là cây gì em ơi.
Đúng không? Hôm nọ một thằng thi tài hai anh sinh đôi nó tìm ba cái cổng bài đấy ra đây nó gãy. Thầy biết, thằng ấy biết rõ nhất. Ok, Hùng không phải đạo diễn nha, Hùng là bình luận viên nha. Indo, 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 ai chơi không biết đấy là loại cổ tay gì nhá. Dẫn ra xin người không hiểu đó là cổ chết chết rồi. Tay gì nhá. Cả nó sang nó bỏ bỏ cái đồ cây đấy. Đứng trước rồi. Thủ dã man thật. Xem trên TV đã thấy kinh rồi. Kinh khủng hơn rất nhiều. Indo thực sự rất đáng tiếc mọi người không thể đến sân trực tiếp xem các anh thi đấu. Indo. Oh. 22 đều. Indo. Chỉ biết rất ghét loại Indo. Cổ tay chưa mạnh chưa? Cổ tay người thì không phải cổ tay người đâu. Indo. Dã man thật. Indo. 22 đều. Indo, ơi! Thủ kìa, sợ. Ơi! Đánh rất tốt, bọc cho nhau rất tốt. Ơi! 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 23 ngày mai cho Indo liệu có phải 23 đều không? Vâng. Cái bài không ngại. Chị Hùng đi đến cổng. Anh á? Chưa biết được. Chắc là phải sau giải này mình đánh được. Ok, chúng ta tiếp tục chia sẻ livestream này để nhiều người được thưởng thức hơn nào. Những điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai rất căng thẳng. 20 mấy rồi nhỉ? 23-22 à? 23-22 điểm 23-22 cho Indonesia. Giờ chúng ta rất hy vọng trông chờ set đấu thứ 3. Indo. Rất nhiều các cổ động viên đang cổ vũ gọi tên Indo để có thể tổ chức trận đấu thứ ba. Cơ hội kịp giành điểm, cơ hội giành chiến thắng. Chúng ta đi tổ chức trận đấu thứ ba rồi. Đội thứ hai kết thúc ở điểm 24-22 cho cả đội đến từ Indonesia. Còn một nỗ lực phi thường. Anh Dương, xin lỗi anh Dương.